Với thành tích 3m80, Nguyễn Phạm Hoài Yên, vận động viên của Đoàn Điền Kinh thành phố Đà Nẵng, hiện là sinh viên năm cuối ngành quản trị du lịch và lữ hành chuẩn PSU của Đại học Duy Tân, đã xuất sắc giành huy chương vàng ở môn nhảy sào nữ tại giải vô địch Điền Kinh quốc gia năm 2023. Đây là lần thứ 47 giải đấu được tổ chức. Năm nay giải diễn ra từ ngày 24 đến 28 tháng 10 năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn, Hà Nội. Có 474 vận động viên của 53 đơn vị trên toàn quốc tranh tài ở 50 nội dung chính, 24 nam, 24 nữ, 2 hỗn hợp nam nữ và 1 nội dung trẻ, 8 môn phối hợp nam tại giải vô địch Điền Kinh quốc gia 2023. Đây là giải đấu quan trọng cuối cùng của Điền Kinh Việt Nam trong năm nay. Hoài Yên với huy chương vàng nhảy sào nữ tại giải vô địch Điền Kinh quốc gia năm 2023 là một trong những vận động viên trẻ xuất sắc của Đoàn Điền Kinh thành phố Đà Nẵng. Từ nhiều năm nay, Nguyễn Phạm Hoài Yên đã gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng ở các cuộc thi tầm cỡ quốc gia, góp phần vào việc Đà Nẵng là một trong những địa phương có thành tích thi đấu thể thao tốt nhất của cả nước. Để chuẩn bị cho giải vô địch Điền Kinh quốc gia 2023 lần thứ 47 này, Hoài Yên đã có gần 2 tháng luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 2, Quy, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các huấn luyện viên. Những ngày luyện tập gian khổ, những lần gặp chấn thương nặng, nhẹ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng không làm nhụt ý chí của cô gái Hoài Yên đầy mạnh mẽ. Với tinh thần thi đấu tập trung cao độ và quyết tâm giành chiến thắng, Nguyễn Phạm Hoài Yên đã xuất sắc được gọi tên ở ngôi vị cao nhất ở môn nhảy sào nữ với thành tích 3m80. Đây cũng chính là thành tích cao nhất từ trước tới nay của Hoài Yên. Trước đó, Hoài Yên đã từng giành huy chương vàng ở nhiều giải đấu quốc gia, đóng góp vào sự thành công của Điền Kinh Đà Nẵng và thể thao Việt Nam. Vui mừng với tấm huy chương vàng quý giá, Hoài Yên chia sẻ, "Tôi rất tự hào và hạnh phúc với thành tích này. Đây là kết quả của sự nỗ lực, tập trung và không ngừng rèn luyện. Tôi xin cảm ơn gia đình, thầy cô, bạn bè và những người đã động viên tôi trong suốt thời gian qua. Sự hỗ trợ và khích lệ của mọi người đã giúp tôi đạt được điều này."